anh em. Ok, anh em nào chơi game bị giữ lại thì anh em có thể tải cái phần mềm giảm ping ghi up nha anh em. Anh em vô cái link đây để dưới phần mô tả nè, xong tải về cho Windows nha. Anh em bấm vô đây, nhập mã cái nhập mã quy đổi nè, anh em ghi Slider LL cho tôi. Quy đổi. Đó, anh em nhập mã của Thunder vô là anh em được giảm giá. Nó sẽ miễn phí cho anh em một ngày, với lại giảm 10% nha anh em, giảm 10% khi mua nha. Samira lên kiếm tiền phòng được không anh? Không ngon nha. Samira lên đồ vũ lên đồ sát lực thì lên cái kỳ kiểu mà xuống máy tặng rồi xong rồi cái này nè, cái đồ mới. Cái nguyệt quế cao ngạo á. Lên sát lực thì lên Yumu xuống máy tặng này nọ cái này. Còn lên đồ chiến mạng thì cứ lên cây xuống máy tặng vô cực. Quyết kiếm nội tử thủ rồi đó. Xong ghê gấp lực quy vậy. Quýnh con ngát tầm mấy ông dài hơn, mấy ông quýnh từ từ thôi, kiểu nhấp nhả nó thôi. Thằng cậu quýnh kiểu dí dí nó cho nó bắn, cứ lùi lùi từ từ, nó chạy không lại mình. Cái tầm mình dài nó quýnh chiêu chiêu thôi, nó chết rồi. Giờ quýnh mình nhấp nhả Lucian thì nó ngợp với mình nè. Giờ mình nhấp nhả nó ngợp với mình. AD này nó quýnh thủ á. Sắp mình nó ở lane cũng không làm gì được, cho nó mua mình solo này được mà, đâu farm được với mình đâu. Chơi game khùng điên không à? Chơi cùng chơi đi đúng không? Trời sao ăn gồng vậy trời. À, mình kia Naga boss mà. Vô ăn con gồng bóp vậy. Win cái này boss nó thua, team nó thua chắc anh em. Win cái này nó win cho vui rồi. Không win được. Quỷ này nó không chịu quất lên đi, nó mạnh quá trời luôn rồi. Chạy xuống dưới boss đâu có chết được đâu. Đứng trên top farm hoài. Biết là chứ tướng nó farm mà, nhưng mà quất lên cái là xong mà, quất lên xuống boss thì vẫn farm được, bị gì đâu.
thấy nó hết G, đơ nghĩ nó không có gì tiếp cận đơ, quên nó để ý cầm lắm. Nghe mớ thường cầm tốc hành thôi mà, lấy quên chết CBL, lỗi. Ok, giờ cái mớ nó không G nha, nó không lát nha, nó còn G thôi. Xíu mình giết gân nó mình giết ra được. Làm mấy content hit hết gân con Gambit nè. Để cho Pala free farm luôn mà, chạy xuống bot găng ad mà. Chạy xuống bot găng con ad cho nó, cho Pala free farm. Bên kia nó lạ thiệt. Giờ Pala nó giết hết luôn mà. Giờ đâu, không chết, đưa lên cái tẩy luôn. Chắc nó K3 tiền nhưng mà ha. Thôi không sao, phải chấp K3 tiền á. Chứ mấy này nó muốn giết đờ mà. Đờ lên này nó khiêu khích đờ, đờ tẩy đờ bắn nó chết luôn. Content. Mình đánh AD mình hạn chế bay mấy cái sứ giả này nha. Ồ lỡ bên kia nó cam sẵn nó giết mình á, để cho mấy này nó trâu nó bay được. Mình nhiều chuyện lỡ nó cam sẵn chết mình á. Đợi không muốn chết mấy mạng vậy đâu. Không có gờ. Nice sự gây gắt. Gamert nè, giết đơ nè. Agam với boss ha. Trả giá cả gích chưa? Agam với boss.